Trở lại với nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay về phát triển đô thị thông minh. Thưa quý vị và các bạn, khái niệm đô thị thông minh hay thành phố thông minh được hiểu một cách đơn giản là nơi mà hầu hết mọi lĩnh vực trong đời sống hàng ngày trở nên thông minh hơn, thuận lợi hơn nhờ ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo để quản lý, vận hành. Giả sử một ngôi nhà thông minh cần 10 thiết bị để xử lý, thì thành phố thông minh sẽ có hàng triệu thiết bị được kết nối để thu thập dữ liệu, phân tích, xử lý thông tin. Đây cũng chính là vấn đề có thể gây ra những rủi ro về an toàn thông tin, dữ liệu. Một người dùng thuần túy lắp đặt camera trong nhà mình, thường chỉ với mục đích để an toàn hơn. Họ có thể theo dõi con cái của họ làm gì, trong nhà có xảy ra vấn đề gì lạ hay không. Gia đình có trẻ con ở nhà, mà người lớn thì lại đi làm suốt ngày. Thì qua cái hệ thống camera giám sát đó, mình cũng có thể quan sát được khi bọn trẻ ở nhà làm những việc gì hoặc có người lạ vào nhà hay không. Và khi mà mình về hoặc là nhà mình có người giúp việc ấy, người lạ đến chơi, người giúp việc trong nhà, mình cũng có thể giám sát được xem là họ làm việc như thế nào, rồi có người ra người vào trong khi mà mình vắng nhà hay không. Cái đấy thì đều là có thể giám sát được hết. Cái đấy, việc đấy nó làm cho cái tính năng bảo mật, bảo vệ cho ngôi nhà của mình an toàn. Camera giám sát hiện được lắp đặt rất phổ biến trong các gia đình hay các văn phòng làm việc. Chúng mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Trong đó, đặc biệt là những dữ liệu mà thiết bị ghi và lưu trữ lại bị tấn công, thu thập rồi sử dụng vào mục đích xấu. Thiết bị camera trên thị trường hiện tại là đều thiết bị nhập khẩu, cũng không rõ nguồn gốc. Thì có những nguy cơ là dữ liệu sẽ được truyền đến những cái máy chủ đặt ở nước ngoài, thì tiềm ẩn những nguy cơ rủi ro. Thì trong thời gian vừa qua cũng rất nhiều cái sự kiện mà thông tin người dùng cá nhân riêng tư, nhạy cảm cũng bị lọt trên mạng xã hội. Thì đấy là nguyên nhân thứ hai. Là bản thân cái thiết bị camera nó là một cái thiết bị máy tính cỡ nhỏ có kết nối mạng. Nếu mà cái bản thân thiết bị đó mà không an toàn thì có thành một cái nguồn nguy cơ để tấn công toàn mạng, gây ra mất an ninh mạng. Tôi cũng thấy rất là lo lắng trong trường hợp mà bị mất dữ liệu, mà dữ liệu hoặc là dữ liệu bị phát tán thì hacker chẳng hạn đó, thì cái đấy rất là nguy hiểm. Vô hình dung rằng là sẽ như kiểu một kẻ người thứ ba, kẻ lạ mặt ấy, lại còn vô hình, mình không thể biết được họ theo dõi và những cái hành vi, hành động, cử chỉ và những cái hoạt động chung trong gia đình, thì cái đấy rất là nguy hiểm đấy. Hoặc là cái đấy đôi khi nếu mà mình là người bình thường không sao, nhưng trong trường hợp mình mà làm một cái việc, vị trí nào đó nó liên quan đến công việc, công tác ấy, thì tự dưng là bị như kiểu bị theo dõi, cái đấy thì không tốt một tí nào hết.